Nhà vườn Phong Sơn gửi lời chào toàn thể các bác, giới thiệu với các bác một cây xanh cực kỳ khủng, một cây xanh dáng lão. Cây này thì có chiều cao từ mặt đất lên tới quả phúc bên trên, nó là cao 3 mét các bác nhé. Và cái tàn ngang của nó cũng 3 mét, em quay gần để các bác coi nè. Cây này vanh gốc của nó là hơn 200, em vừa đo là 260. Vanh thân tít bên trên của này của nó cũng gần 200, khoảng hơn 160 gì đấy. Cái đoạn này này, to đùng cách mạng luôn. Tay đòn tay cút các bác nhìn này. Tay em đấy, cái tay đòn nó to như thế này. Cái này mà các bác kê cái bàn trà ở dưới này ngồi thì mùa hè thì mát rượi thôi. Mặt bên này em quay lại các bác coi, chiều cao 3 mét. Đó. Và chiều ngang cũng 3 mét. Các bác cởi dưới vườn hoặc cho lên chậu thì nó sẽ cao lên khoảng nửa mét nữa, nó rơi tầm 3,5 mét. Đó, mùa hè các bác có thể để bộ bàn ghế bên dưới này hoặc treo cái lồng chim thì rất là tuyệt vời. Đó. Cây này thì em vẫn cẩu giao cho các bác tận nơi. Các bác nào ưng tác phẩm này thì các bác có thể để lại cho nhà vườn em xin số điện thoại, hoặc là các bác cứ gọi thẳng tới số hotline em để trên màn hình. Giá em đang chào bán là 28 triệu các bác nhé. 28 triệu, có ra nộp một chút xíu cho anh em nào thiện chí. Cây em giao tận nhà, đơn mong được giao lưu cùng các bác.